Hello, xin chào các bạn, lại là Jordan đây. Khi mà chúng ta kết hợp ăn uống này cũng như mà chúng ta kết hợp với cả tập luyện này thì vòng eo này cũng như là cân nặng của chúng ta được cải thiện rõ rệt hơn đó. Video trước Jordan đã giới thiệu cho các bạn là quả bưởi rất là ăn vào thì rất là giàu vitamin này cũng như là chất xơ nữa này, tại vì ba quả quả bưởi á, khi mà chúng ta ăn cái miếng tôm vào á thì là chúng ta thấy là nước của quả bưởi ấy, ngọt kiểu ngọt mát á, nên ít đường nên sẽ không bị quá là nhiều đường và chúng ta hốt đâu, nên ăn quả bưởi rất là tốt cho sức khỏe. Còn hôm nay Zona sẽ có một loại quả nữa cho các bạn để làm sao đó ăn quả này vào thì chúng ta thấy được là ăn quả thay cho bữa tối ạ, thì chúng ta sẽ đỡ bị béo, tại vì là buổi tối chúng ta sẽ không làm việc mấy, chúng ta làm dành cho buổi sáng. Mà như các bạn đã biết thì buổi sáng chúng ta rất là bận, kiểu dạng tấp nập á, nên Zona khuyên các bạn là trong nhà luôn có những hoa quả Dân nào sẽ cho các bạn xem nha, đây nha. Đèn thang, đĩa hoa quả của Zona đây. Đấy, buổi tối thì Zona hay thường ăn là những loại hoa quả như thế này. Nên các bạn hãy xem nhiều video cho Zona nha, để Zona có nhiều động lực hơn để ra những video bài tập cho các bạn nhé. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Zona nha.